nhỉ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ để ý này. Khi mà chạy thì luôn luôn có một cái biểu tượng ở góc trên bên trái. Đây là gọi là cái icon. Và chúng ta sẽ tìm thấy thuộc tính bắt đầu bằng chữ Y, Y ngắn ấy. Icon. Cái gì cần chọn vào cái dấu chấm chấm này. Tìm tới cái ảnh có đuôi ICO. Ví dụ để một đống ở đây. Icon đi. Đây rất là nhiều icon. Bây giờ sẽ up cho các em một loạt. Cái ảnh nào các em thích thì cho đấy, thì cái ảnh trong các con tròn tròn này. Đấy. Thích đô na. Cường đô na. Cái này đào về tôi đào về. Đấy. Khi đó lúc chạy thì nó sẽ hiển thị một cái ảnh ở dưới tab 3 này của mình. Đấy. À, liên quan đến góc 3 này có một thuộc tính khác. Sao? Các em chọn ảnh chưa? Chạy mới có, chạy chưa? Chạy mới có. Đâu, làm gì có icon ở đây đâu mà kêu có. Em chọn icon chưa? Chọn icon ở dưới à? Đây anh có trên góc thì mình có. Cậu có trên góc đâu? Em có cái phòng to thu nhỏ. Không, tắt hết đều. Em phải để cái con chuông búc bằng phô, bằng chu lên mới được. Để bằng phô nó mất mấy cái icon đấy. Đây. Các em chú ý này, khi mà thuộc tính con chân bốc bằng phô thì cái icon mình mất hết. Ví dụ nhá. Các em để bằng chu mới được, vừa xong bằng phô hay mất đây này. Con bóc bằng phô này thì toàn bộ là mất phóng to thu nhỏ này, mất cái icon này. Các em phải để bằng chu thì mới có. Tắt điểm đi. Bây giờ các em xem chạy lại nhỉ. Để tìm lại đấy nhỉ. Có trường hợp mà các em thấy chương trình chạy nó có hiển thị tab 3 không? Có nhiều phần mềm ấy. Các em thấy nút chạy nó hiển thị tab 3 này không? Kích hai chỗ khác ở đây rồi này. Có nhiều cái vào cái chỗ góc trong này mà không vào tab 3. Đơn giản nhất là các em không muốn hiển thị tab 3 thì làm như sau này. Cái tab 3 này, cái hình dưới này không cho hiển thị dưới này. Đây đang có cái biểu thị tròn xanh nhá. Giờ mình chạy nhưng không hiển thị tab 3 thì người ta xem. Đúng rồi. Để nào đấy các em tìm thuộc tính bất đồng chữ S. Chữ S này có hai cái liên quan nhiều này. Đó là show icon, tức là có hiển thị cái icon hay không. Nếu bằng phô thì nó sẽ mất icon. Đấy, bằng chu có icon này. Ngay bên dưới có một thuộc tính khác, có tên là show in tab 3. Có nghĩa là hiển thị trong tab 3 hay không. Nếu như các em để show tab 3 bằng phô thì lúc chạy nó sẽ không thể ở icon ở tab 3 này nữa. Show in tab 3 bằng phô. Đây anh chạy nhá. Đấy thử giờ các em sẽ không hiển thị, không thể thấy một cái icon nào của tab 3 nữa. Nó không còn đấy. Lần trước là chúng ta dùng cái change phần key thì được cái form nó xuất hiện bên trong. Nhưng có trường hợp các em muốn làm mờ như ở mờ xuyên một tấm kính nó mờ dần đi. Khi đó chúng ta thuộc tính bắt đầu bằng chữ O. Các em tìm chữ O đi. Đây này, opacity này. Đây là độ trong suốt. Opacity tiếng Việt là trong suốt. Nếu chúng ta để tầm khoảng 50%, khi đó cái form của mình có dạng mờ mờ thì nó không trong, nó không liền lần trước nữa. Cái này càng nhỏ nó càng tiến về mờ dần. Các em để bằng 0 nhưng không nhìn thấy gì nữa. Opacity là độ trong suốt, thế là cái kính ấy. Nó khác, cái kia là một phát nó xuyên hết cả form, còn cái này nó xuyên thường khoảng nó mở ra. Nhiều kính các em có cả kính trong suốt này, chiến thuật nó càng cao ấy, có kính thì mở mở ấy. Chỉnh hướng trang các em thấy tác dụng của nó, ví dụ để 50%. Đấy giờ các em thấy này, cái kính này có thể xuyên được này. Để 50% nó mở mở này. Này xuyên tường bên hai này. Đấy nó mờ mờ này. 100 là lớn nhất rồi ạ. 100 là nó thành nó mờ, tức là nó bình thường. Còn các em để về 0 là nó mất hết. Nếu mà chỉ cho mờ cái viền Windows thôi. Chỉnh cái một em bỏ hết cái viền đi, bỏ border style ấy, bỏ không border style bỏ nó non đi thì chỉnh bên trong anh cũng dễ. Ôi đúng rồi. Kể cái cái thôi. Anh để 100 này.
Rồi. Bây giờ các em nhìn trên màn hình này, anh chạy ví dụ nhé. Thông thường phải chúng ta mở cái gì lên trước thì cái đấy sẽ chạy trước đúng không? Tức là cái nó hiển thị lên đầu tiên mình xem này. Bây giờ các em bật cái file xem này lên thì cái phần này sẽ đèn cái vừa rồi. Bật đi xuống lên thì để tiếp cái này. Đấy, nhưng có một cái dạng mà cái sau không để cái trước, các em xem này. Ví dụ anh mở cái phần mềm lấy mã màu Canercom này. Theo nguyên tắc lần trước thì cái sau phải để cái này đúng không em? Nếu mở cái này lên đi. Rồi mở cái này lên xem nhá. Cái này vẫn mở lên trên này. Nhưng không thằng nào để là cái này. Các em thấy đặc điểm gì không? Đây này. Excel không để lúc nào cũng nổ lên trên này. Mặc dù mấy cái này cứ đè nhau suốt, cái này nổ lên trên không ảnh hưởng phía dưới. Cái phần này người ta gọi là top mode, có nghĩa là luôn luôn trên đỉnh. Các em nhìn vào thuộc tính của form của mình có cái thuộc tính như thế. Đây. Cái top mode các em bắt đầu chữ T. Top là đỉnh, mode là nhất, tức là trên đỉnh nhất. Các em gì tính Việt theo cái form các em là luôn luôn ở trên đỉnh rồi, cho nó xuôi. Xuôi. Bước ra bước này. Các em để bằng chu ngay lập tức nó sẽ thành cái phần mềm căn cơ form này ngay. Thử bằng chu này. Thử bằng chu sau đó là đấu với phần mềm này xem cái nào thắng nhá. Sao các em là cái nào thắng. Đây nhá, bây giờ cái này mở lên này, nó chiến này. Đấy, các em thấy đặc điểm gì? Khi cả hai cái thì tôi mua thì cái nào thắng? To không hẳn là cái nào sau thì mới thắng. Đây chẳng qua là kích thước đây này. To không thắng này, kích cái này này. Cái này vẫn đè lên trên. Khi hai thằng ngang nhau, thằng nào ra trước thì thằng nào sau thì thắng. Nó nguyên tắc bình thường. Nếu mà không có thì thằng nào tôi mua sẽ ưu tiên. Các em hiểu đấy chưa? Đây này, nhìn cái chương trình này kích thế nào. Cái sau ra sau đè cái trước. Nhưng nếu các em muốn lúc nào các em trên đỉnh cho tốt hơn một chút. Nhìn cái word này này. Đấy nhá. Nhìn ví dụ chạy khác hiểu ngay mà. Bình thường cái sau mở nó sẽ đè lên cái trước. Nhưng riêng cái dạng tôm bút bằng chu thì cái sau không là cái trước. Đấy nhìn này. Tiếp theo là về con trỏ, như các em thấy mặc định là có dạng mũi tên. Nhưng mà nhiều phần mềm các em thấy có dạng mũi tên hay có dạng kiểu là bàn tay này. Hay là các mũi tên rất là đẹp. Đó là người ta chuyển cái thuộc tính con trỏ là cái con trỏ chữ C đây. Cũng sợ các em tìm bắt đầu mà chữ hand này, nó bàn tay. Đây. Bắt đầu chữ C, con trỏ này. Sau đó là các em click vào cái phần F5 để chạy. Giờ di chuẩn lên cái form các em thấy xuất hiện bàn tay chứ không phải là cái mũi tên như ban đầu nữa. Về sau các em muốn phát triển nữa, ai Photoshop vẽ vài trỏ thế nào, các file con trỏ thì ý riêng của mình. Hoặc là lên trang web có một cái trang về con trỏ riêng ấy, làm gì quen. Để đồ con trỏ. Ở cái form còn nhiều thuộc tính khác cũng hay dùng. Nhưng mà đầu tiên chúng ta chưa chứng ngay mà phải các thương khác thì ghép vào để tác dụng. Chẳng hạn như thuộc tính về Accept Button này. Mặc định khi người ta mà click Enter thì cả cái đấy được chọn. Như các em làm trên Word Excel ấy. Hoặc là nút ESC chọn vào Accept Button. Để cái đấy các em vào được ra chuyển sang cái mục khác. Đó là về cái phần các control cơ bản. Thì có cái đấy. Như vậy các thuộc tính về form các em có thắc mắc không? Đây các thuộc tính chính. Một đứa nhỏ nhỏ các em nhìn này. Những cái gì mình đã tăng động biến đổi thì nó sẽ có màu đậm, đi đậm này. Các em thấy được đấy không? Nhìn lại trong form ấy. Do về sau các em cần nhất qua cái gì thay đổi nhìn chữ đậm này. Đấy. Đậm đậm này. À. Tiếp theo giờ các em mở vào cái chỗ solution ấy. Đổi cái tên file cho nó luôn. Đấy. Solution equalizer. Mặc định chúng ta tạo ra sẽ có dạng là form 1, form 2 vân vân. Nhưng để này rất là xấu. Do vậy thông thường khi tạo một form mới, chúng ta ấn F2 để đổi tên đi, bắt đầu bằng FRM này, main. Ở như thế này còn thiếu một cái, đó là cái đuôi của nó là xin xác. Đấy, xin xác, tên thôi mà. Em đặt là FRM, sau đó tên form.
SM main. Chấm CN viết tắt của CSA CN này. Để nó đổi thành tên khác đừng để là form 1, form 2 nhìn nó hơi xấu. Mà nhìn nó lúc về sau, đặc biệt là về có nhiều form ấy, thì nó không phân biệt được cái này là cái gì, nó tối nghĩa. Các em kể đổi này thôi mà. Đấy, SM này, main.cs thôi. Tức là tên form bắt đầu bằng tiền tố SM này, theo sau là cái tác dụng form là gì này, ý nghĩa này. Nhớ cái đuôi là đuôi CS. Đơn giản không?